Nam em Nam Anh diện váy tiền tỷ xuất hiện trong thảm đỏ We Joy. Hai chị em Nam Anh xinh đẹp lộng lẫy với chiếc váy tiền tỷ xuất hiện trong thảm đỏ. Nam em trong bộ váy đính đá tiền tỷ. Bộ váy đã được Nam em mặc trong buổi chung kết gala Vô Linh Lăng Tình Yêu với Lãng Thanh. Nam Anh thì xinh xắn điệu đà, hai chị em xuất hiện vô cùng thần thái và xinh đẹp. Sau ồn ào trà xanh vào tối hôm qua, Nam em đã xuất hiện vô cùng rạng rỡ trở lại. Hy vọng rằng Nam em đã lấy lại được bình tĩnh và tự tin. Lãnh Thanh hôm nay vẫn chưa xuất hiện, chúng ta hãy chờ tin của Lãnh Thanh nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Người Nhà Quê. Quý vị và các bạn thân mến, xin đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tình Nghệ Sĩ.